Bạn, một ngày mới đã đến trên bộ tộc Goblin, trong lòng giam tên tộc trưởng của bộ tộc Giang Máu đang nằm bất động. Cơ thể khổng lồ của hắn bị trói vào một tảng đá lớn và xung quanh hắn có rất nhiều máu trên mặt đất. Gần đó là Lâm Thiên, trên tay anh là con dao nhỏ của mình, chứng tỏ cảnh tượng đáng sợ này do chính tay Lâm Thiên gây ra. Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm khi khuất phục được con Goblin này sau khi bỏ ra nhiều công sức và bây giờ không còn mối đe dọa nào. Ở lòng giam bên cạnh, Loder cả người run rẩy khi chứng kiến toàn bộ quá trình mà Lâm Thiên tra tấn tù nhân, hắn tự hỏi tại sao con quái vật này có thể bắt được một con goblin có cấp độ anh hùng. Khi này nữ hoàng elf và Gobu cũng được gọi đến nơi này, Lâm Thiên ra lệnh cho Gobu giám sát việc cho những elf có khả năng sinh sản. Thực hiện việc có con nhân tạo với con goblin này, Gobu rất vui vẻ đồng ý và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thiên cũng thô bạo ném Afra về phía của Gobu, Lâm Thiên yêu cầu cô ta nghe lời và cô ta cũng phải thực hiện việc mang thai con của con goblin đó, làm cho Afra cảm thấy sợ hãi. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Lâm Thiên lại bận rộn với những âm mưu khác, anh yêu cầu nữ hoàng elf giúp mình thay quần áo anh cần phải đi gặp một người bạn lời nói này của lâm thiên làm cho cô ta bất ngờ và hỏi người bạn đó là ai lâm thiên mỉm cười đầy ẩn ý anh nói người bạn này là một người rất quan trọng thông qua quan sát sự cao ngạo của loder và thân phận đặc biệt của efra lâm thiên nhận thấy quân tiếp viện của nhân loại sẽ sớm đến nơi này với sức mạnh hiện tại họ chỉ có thể chiến đấu chống lại những hiệp sĩ bình thường không đủ sức để chống lại kiếm thánh sẽ mất rất nhiều thời gian để nuôi dưỡng những đứa con của con goblin cấp độ anh hùng vì vậy lâm thiên cần một người giúp đỡ để kéo dài thời gian và người bạn mà lâm thiên nói đến chính là mẹ rồng trên bờ biển rộng lớn lâm thiên đang đứng trước xác của hai con quái vật to lớn chúng bị buộc chặt lại với nhau và tất cả đều có lý do của nó đảo rồng nằm ở biển từ vị trí của lâm thiên đến đảo rồng hơn 100 km để thuận tiện và nhanh chóng thì lâm thiên đã lựa chọn phương tiện di chuyển là những con rồng trinh sát để làm được điều đó lâm thiên đã đem xác những con quái vật này đến đây mùi máu nồng nặc sẽ thu hút được sự chú ý của những con rồng đúng như dự đoán nhanh chóng một con rồng đã xuất hiện bị hấp dẫn bởi mùi máu nó lao về phía lâm thiên lâm thiên nhanh chóng ẩn núp vào xác của con quái vật và thành công có được một chuyến bay miễn phí đến đảo rồng với tốc độ của một con rồng nhanh chóng lâm thiên đã vượt qua đại dương rộng lớn và xuất hiện trên đảo rồng về đến đảo con rồng nhanh chóng ném thức ăn vào một cái han lớn rồi rời đi một cách vội vã dường như nó rất sợ hãi và không muốn ở lại lâu lâm thiên cùng với xác hai con quái vật rơi xuống một đống xương khổng lồ nhờ đống xương này mà cú đáp của lâm thiên nhẹ nhàng hơn một chút lâm thiên chui ra khỏi xác con quái vật anh cảm thấy phán đoán của mình khá chính xác về việc những con rồng này không săn mồi cho bản thân chúng việc cần lầm tiếp theo chính là tìm đến vị trí của mẹ rồng ngay lúc này lâm thiên cảm nhận được thứ gì đó vừa xuất hiện sau lưng mình đó là một con mắt khổng lồ phát ra ánh sáng của sự chết chóc giữa hang động tối tâm con mắt to lớn đang chăm chú quan sát món hàng được tặng kèm với thức ăn so với mẹ rồng khổng lồ lâm thiên chỉ như một con kiến nhỏ bé mẹ rồng nói mình nhận ra lâm thiên là ai có vẻ anh là thủ lĩnh của đám goblin đã tấn công thị trấn vào ngày hôm đó và cô ta muốn biết lâm thiên đang làm gì trên lãnh thổ của cô ta mẹ rồng nói mình sẽ ăn thịt lâm thiên nếu như không nhận được câu trả lời thành thật khi này cũng có những con rồng khác xuất hiện chúng đều nhìn về lâm thiên với ánh mắt đáng sợ lâm thiên yêu cầu mẹ rồng bình tĩnh anh đến đây với một yêu cầu hợp tác giữa hai bộ tộc đề nghị này làm cho mẹ rồng cảm thấy bất ngờ cô ta nói mình rất bất ngờ khi thấy được một con goblin thông minh và muốn thảo luận về việc hợp tác vừa nói chuyện mẹ rồng vừa biến trở về hình dạng long nhân của mình một cô gái với thân hình quyến rũ bởi những đường công hoàng mỹ nhưng cũng không làm giảm bớt sự uy nghiêm của một sinh vật huyền thoại mẹ rồng nói mình muốn nghe về những lợi ích của việc hợp tác mẹ rồng nhấn mạnh rằng nếu như những lợi ích mà lâm thiên sắp nói làm cho cô ta hài lòng thì cô ta sẽ suy nghĩ đến việc không ăn thịt lâm thiên nhưng lời đe dọa này không làm cho lâm thiên lo lắng lâm thiên nói mình biết mẹ rồng rất muốn trả thù kiếm thánh vì những thiệt hại mà cô ta gây ra và lợi ích của sự hợp tác đã được thể hiện ở trận chiến vừa rồi ở thành phố của con người Nhờ có goblin tấn công thành phố nên mẹ rồng mới thoát khỏi được rắc rối. Mẹ rồng cảm thấy sốc và buồn cười khi một sinh vật cấp thấp như goblin lại có âm mưu chống lại kiếm thánh, nhưng có vẻ sự táo bạo này đã làm cho mẹ rồng cảm thấy hứng thú. Mẹ rồng muốn biết nhiều hơn về vấn đề hợp tác và cô ta rất muốn biết Lâm Thiên sẽ dùng cách gì để đối phó với kiếm thánh, kẻ được mẹ rồng gọi là con khốn. Lâm Thiên vẫn rất bình tĩnh, anh nói việc hợp tác rất đơn giản, anh yêu cầu mẹ rồng liên tục cho những con rồng đến để quấy rối thành phố ánh sáng. Mẹ rồng tiến đến đặt bàn tay to lớn của mình lên vai Lâm Thiên. Thứ mà cô ta muốn biết là Lâm Thiên sẽ làm gì. Cô ta muốn biết làm thế nào một nhóm goblin yếu đối nhỏ bé có can đảm để tấn công con khốn điên rồi đó, và bà ta muốn biết hành động cụ thể. Lâm Thiên mỉm cười nham hiểm, anh cho rằng việc đối phó với một người như kiếm thánh thì việc tấn công trực tiếp là chưa đủ. Bọn họ sẽ tấn công vào trái tim của cô ta, tiêu diệt tất cả những gì cô ta quan tâm và giết cô ta một cách từ từ. Mẹ rồng phát ra những tiếng cười đáng sợ, cô ta nói mình hiểu được ý tưởng của Lâm Thiên, mượn tay goblin để giết người mà không ảnh hưởng đến loài rồng, chính là điều mà cô ta muốn. Lâm Thiên cảm thấy hài lòng, dường như cuộc nói chuyện của họ đã có kết quả và liên minh đã được thiết lập, mẹ rồng cũng đồng ý với điều này. Nhưng cô ta không ngờ trong đám goblin lại có một kẻ thông minh như Lâm Thiên. Càng nhìn Lâm Thiên cô ta càng thích. Nghe rồng suy nghĩ đến việc sẽ tặng cho Lâm Thiên một phần thưởng, còn phần thưởng là gì thì các bạn đoán thử xem nào. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn